xin chào các bạn đã quay lại với kênh cùng nguyên và hôm nay thì nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn đăng ký và sử dụng sàn bybit để các bạn có thể giao dịch hoặc là tham gia các chương trình lăn pass của sàn và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua một chút về sàn bybit nha à, đối với những anh em mà thường xuyên giao dịch phái sinh ấy, hay còn gọi là giao dịch đòn bẩy thì sẽ không hề xa lạ với sàn bybit đây là một cái sàn được đứng top trong khoảng uh, top 3 về volume giao dịch à, trên coi gecko thống kê đó nói về volume giao dịch về phái sinh ấy, thì bybit nó đang xếp hạng thứ ba nha còn trên coi market thì thống kê là nó đang xếp hạng thứ sáu thì à, các bạn được hiểu là bybit nó là sàn giao dịch các sản phẩm phái sinh của thị trường crypto ngoài cái việc là giao dịch phái sinh ấy, thì sàn bybit hiện nay có tổ chức rất là nhiều những cái chương trình lăn pad để à, các nhà đầu tư hoặc là các dự án họ có thể gọi vốn ở trên sàn và theo cái lịch sử thống kê gần đây thì cái tỷ suất lợi nhuận ở trên cái sàn bybit của các cái dự án tham gia lần pass ấy nó rất là cao. Nó sẽ giao cụ lộng từ khoảng từ 10 đến 40 lần. Đó thì đây là một cái cơ hội để cho các anh em mà muốn tìm hiểu một cái sàn để tham gia các hình thức là IEO ở trên sàn hoặc là tham gia lần pass thì uh, mọi người nên tạo một cái tài khoản của trên sàn Bybit để có thể bắt đầu tham gia. Ok thì video này thì Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để có thể đăng ký. À, thì trước tiên thì các bạn sẽ truy cập vào cái đường link bên dưới phần mô tả video này để tạo một cho mình một cái tài khoản trên sàn Bybit nha. À, sau khi mà các bạn truy cập vào đường link bên dưới phần mô tả video thì cái giao diện của nó sẽ hiển thị ra như này và để tiến hành đăng ký thì các bạn sẽ điền cái thông tin của các bạn ở đây cái phần email thì các bạn sẽ điền thông tin email này à, và phần mật khẩu thì các bạn sẽ điền mật khẩu của mình và phần xác nhận này thì các bạn sẽ điền lại cái phần mật khẩu lần nữa sau đó sẽ bấm vào cái phần tôi đồng ý này và tiến hành tiếp tục rồi bây giờ mình sẽ à, thao tác luôn cho các bạn nha ok mình đã nhập xong email và mật khẩu rồi bây giờ mình à, tiến hành là bấm vào nút tiếp tục này À, và khi mà các bạn đăng ký thì sàn sẽ hỏi là các bạn có phải cư dân của các cái quốc gia này hay không bởi vì những cái quốc gia bên dưới này là nó đang bị cấm nha thì chúng ta không phải nằm trong cái danh sách quốc gia bị cấm thì các bạn sẽ ấn là không rồi sau đó thì hệ thống sẽ hiển thị ra một cái phần xác nhận email của các bạn thì bây giờ các bạn sẽ truy cập vào email của mình để các bạn lấy cái mã đó đây đây là cái mã này thì các bạn sẽ copy cái mã này Rồi sau khi mà các bạn gõ mã thì uh, sàn nó sẽ tự động nó trổ ra cái giao điện như sau Và sàn có gợi ý cho các bạn về cái cách các bạn lựa chọn là các bạn là người mới hay là người không chuyên Đó thì đối với những bạn nào mà có người là người mới thì các bạn sẽ ấn vào đây Chính là tôi này Rồi uh, và đối với những bạn mới tham gia crypto và giao dịch ấy Thì uh, sẽ được nếu trong trường hợp các bạn nạp uh, trên 2.000 đô trong vòng 48 giờ ấy Thì các bạn sẽ được nhận là cái carbon là 50 đô và cái carbon này thì nó sẽ dùng để các bạn có thể uh, giao dịch uh, về phái sinh nha. đó uh, Và đối với những bạn nào mà đã sở hữu crypto rồi ấy, thì các bạn có thể nạp tiền lên sàn. Còn nếu như các bạn không sở hữu crypto và ở trên sàn Bybit thì có hỗ trợ mua bằng thẻ tiến dụng hoặc là thẻ ghi nợ. Thông thường thì mình sẽ tiến hành là mình sẽ nạp tiền ở trong cái sàn khác vào. Đó thì các bạn có thể bấm vào là nạp tiền ngay và ở đây thì nó có một cái giao diện này nó có hướng dẫn cho các bạn để cái cách để các bạn có thể thực hiện mua tiền điện tử thông qua các bên thứ ba bạn nào quan tâm thì cũng có thể vào đây các bạn xem cái hướng dẫn ở trên sàn nhé. còn đối với những bạn nào mà đã có usdt ở sàn khác rồi các bạn muốn nạp vào ấy thì các bạn sẽ chọn cái đồng để các bạn nạp đấy ở đây thì các bạn có thể chọn là đồng usdt và nó sẽ hiển thị ra cho các bạn về các mạng lưới này ở đây thì nó sẽ có ba mạng lưới nhé omni lc 20 và trc 20 thì thông thường để nạp tiền thì các bạn sẽ chọn là cái cổng trc 20 để tiến hành nạp đó và sau khi mà các bạn đã chọn cổng TRC20 rồi thì các bạn sẽ ấn vào phần đã hiểu này nó sẽ hiện ra một cái địa chỉ ví cho các bạn để các bạn sao chép cái địa chỉ ví này à, vào cái ví dụ như các bạn muốn rút từ sàn Binance sang hoặc là có một cái sàn khác sang thì các bạn sẽ sao chép cái địa chỉ này và chọn đúng cổng TRC20 để các bạn nạp tiền. Uh, ok còn nếu như đối với những bạn nào mà chưa muốn nạp luôn và muốn tìm hiểu qua một chút về sàn thì các bạn cũng có thể vào trong phần trang chủ này các bạn xem qua một chút về giao diện sàn sau khi mà các bạn đã tạo xong tài khoản ở trên sàn giao dịch rồi thì cái điều tiếp theo mà các bạn không thể bỏ qua được uh, trên tất cả những cái sàn giao dịch tập trung ấy đó là các bạn cần phải thực hiện KYC tài khoản KYC là các bạn sẽ tiến hành xác minh danh tính cá nhân của mình uh, và để xác minh danh tính thì các bạn sẽ vào cho mình cái biểu tượng hình người này đó và các bạn sẽ kéo xuống bên dưới phần tài khoản và bảo mật. Rồi ở trong này thì nó sẽ có cái thông tin à, về UID của bạn này, biệt danh này và cái phần xác minh danh tính này thì các bạn sẽ kéo sang bên phần bên trái này nó có phần xác minh ngay các bạn bấm vào phần xác minh ngay. Rồi và ở đây nó sẽ ghi về cái phần xác minh cơ bản và xác minh nơi cư trú Thì đối với những bạn nào thực hiện xác minh cơ bản thì sẽ được rút tiền là 50 Bitcoin trên một ngày Còn nếu như các bạn xác minh thêm cái nơi cư trú nữa Nghĩa là các xác minh địa chỉ của mình ấy Thì các bạn sẽ được tăng cái hạn mức lên là 100 Bitcoin trên một ngày Đó thì thông thường ở đây là mình sẽ xác minh cái bước 1 là mình cũng có thể sử dụng ok rồi nếu như các bạn không có vốn quá lớn rồi, rồi để có thể xác minh các bạn sẽ bấm phần xác minh ngay sau đó các bạn sẽ chọn cái quốc tịch nhé Quốc tịch này, Việt Nam này các bạn sẽ ấn vào tiếp tục Rồi và chọn cái quốc gia phát hành tài liệu của các bạn Thì ở đây là các bạn sẽ chọn là Việt Nam nếu như các bạn là quốc tịch Việt Nam Và trong cái phần loại ID ấy, thì các bạn có thể chọn hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc là giấy phép cư trú Thì ở đây mình sẽ chọn là chứng minh nhân dân Rồi Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành này tải lên phía trước của chứng minh thư và cái ô bên này thì các bạn sẽ tải lên phía sau của chứng minh thư. Bây giờ mình sẽ ấn nhá. Rồi, sau khi mà mình đã tải chứng minh thư lên rồi, mình sẽ ấn vào phần tiếp theo. Khi mà đến cái bước xác minh cơ bản này thì uh, các bạn uh, có thể thực hiện ở trên máy tính hoặc là các bạn thực hiện ở trên điện thoại cũng được đối với bạn nào mà không có uh, cái camera ở trên uh, điện thoại ấy. Đối với bạn nào mà không có camera trên máy tính thì các bạn có thể là thao tác xác minh ở trên điện thoại nha. Đó thì nó sẽ tiện hơn. Đó, ở đây thì mình sẽ mở này, mình sẽ dùng camera của máy tính luôn. Ok, bây giờ mình sẽ ấn vào phần tiếp theo. Đó, và hệ thống sẽ xem xét tài liệu của mình. Quá trình này nó sẽ mất thường khoảng từ 1 đến 3 phút. Và trong quá trình chờ đợi thì các bạn có thể ấn vào cái nút trở lại này. Đó, để các bạn có thể vào trong cái mục này. Nó sẽ hiển thị thông tin đang duyệt này. Khoảng một lúc nữa các bạn sẽ quay trở lại nhé. Và các bạn xem là hệ thống thông báo như thế nào. Nếu như có thêm lỗi hoặc có yêu cầu gì nữa thì các bạn sẽ thao tác tiếp nha và sau cái phần xác minh danh tính này thì cái phần quan trọng tiếp theo đó là phần bảo mật tài khoản. Thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục đó là à, biểu tượng hình người này, các bạn cũng ấn vào phần tài khoản và bảo mật tiếp. Và để có thể bảo mật thì trong có phần xác thực hai bước này. Các bạn cần phải xác thực thêm cái số điện thoại vào đây và xác thực Google. Đó, Google có nghĩa là Google Authenticator ấy để các bạn sẽ dùng trong trường hợp là các bạn muốn thao tác rút tiền ấy. Và để xác thực điện thoại thì các bạn sẽ ấn vào phần cài đặt này. Sau đó các bạn sẽ điền số điện thoại của mình vào và các bạn ấn vào gửi mã xác thực thì hệ thống sẽ gửi cho các bạn một cái mã có 6 số thì các bạn sẽ điền cái mã đó vào đây để thêm số điện thoại. Rồi sau đó thì thêm số điện thoại thành công rồi thì các bạn sẽ ấn vào phần xác thực Google này. Để xác thực Google thì các bạn sẽ vào phần cài đặt. Sau đó thì các bạn sẽ ấn vào phần uh, gửi mã xác thực này thì hệ thống sẽ gửi cho các bạn một cái mã xác thực về email. Đó. Các bạn sẽ sao chép cái mã này. Rồi, sau đó các bạn sẽ ấn vào xác nhận này đó và hệ thống nó sẽ gửi hiển thị ra một cái mã QR này đây chính là cái mã Authenticator của bạn, các bạn cần phải bảo mật cái này nhá. Đây là mình làm hướng dẫn để mình hiển thị cho bạn thôi và các bạn lưu ý là đừng có hiển thị cái mã code này cho ai và uh, cái mã QR này cho ai. Các bạn hãy cẩn thận là các bạn lưu lại cái mã code này vào một cái nơi bí mật nhá, để vì cái mã này rất là quan trọng trong trường hợp các bạn khôi phục lại tài khoản của mình nếu mà lỡ may bị mất uh, cái mã này và trước tiên thì các bạn cần phải tải trên cái ứng dụng về app android hoặc là ios ấy cái ứng dụng là google authenticator sau khi tải xong rồi thì các bạn sẽ vào cái ứng dụng đó các bạn chọn cái biểu tượng quét mã qr ấy và các bạn dơ ra cái màn hình này để các bạn quét rồi sau khi quét xong rồi thì nó sẽ hiển thị ra cái mã uh, xác thực ở trong cái ứng dụng authenticator đấy các bạn sẽ nhập cái mã đấy vào đây đó sau đó các bạn ấn xác thực để có thể bật được cái tính năng uh, Authenticator thì khi mà các bạn bật cái tính năng này thì mỗi lần các bạn thao tác là rút tiền ra khỏi sàn thì bắt buộc là các bạn sẽ phải xác thực qua email, qua điện thoại và qua Authenticator mới có thể rút được tiền. thì đây cũng là cái cách mà giúp cho các bạn có thể bảo mật được tài khoản tránh bị hack. Ok thì đấy là cái cách mà các bạn sẽ tiến hành bảo mật tài khoản trước khi các bạn thực hiện giao dịch ở trên sàn nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn thực hiện giao dịch ở trên sàn. Thì đối với sàn Bybit ấy, thì nó cũng có, cũng giống như các sàn khác thì nó có hình thức là giao dịch spot và giao dịch phái sinh. Spot thì đây là cái hình thức mới của sàn thôi. Còn chủ yếu sàn Bybit từ trước đến giờ ấy, thì nó vẫn thiên về mạnh về giao dịch phái sinh nhiều hơn nhưng gần đây thì các sàn họ cũng đều mở rộng đối tượng, đều khách hàng họ đều có những cái hình thức giao dịch spot. Nếu như các bạn muốn lưu trữ tiền ở trên sàn này thì các bạn cũng có thể là dùng sàn Binance để các bạn mua các đồng coin. Và cái cách mua của nó thì như sau, các bạn sẽ vào trong cái mục là spot này, đó và ở đây thì các bạn có thể xem về báo giá bằng USDT uh, hoặc là Bitcoin hoặc là USDC nha. Thì tiện nhất là chúng ta sẽ xem báo giá trên cái cặp là USDT rồi và ở đây nó sẽ hiển thị ra các cái cặp coin đó ở trong thị trường spot này đang có thì các bạn có thể vào xem nhanh ở đây hoặc ngoài ra thì các bạn có thể vào luôn cái phần thị trường này rồi các bạn sẽ gõ trong phần tìm kiếm này về cái đồng coin mà các bạn muốn giao dịch giả sử như các bạn đang muốn chơi về bitcoin đúng không à, trên USDT thì các bạn sẽ kích vào đây và ở bên tay góc bên tay phải này nó có chữ giao dịch này các bạn sẽ tích vào phần giao dịch rồi à, và ở bên góc bên trái này thì nó sẽ là một cái biểu đồ về uh, nến về về thông tin về các cái trạng hành động mua bán các bạn có thể xem ở đây và cũng giống như các sàn khác thôi nó cũng sẽ có những cái phần sổ lệnh này lệnh mua lệnh bán lệnh mua và lệnh bán và cái giá thị trường hiện tại à, thì nếu như các bạn muốn mua thì các bạn sẽ vào ô oh, các bạn chọn động tác là mua này đó và trên sàn thì nó cũng có lệnh là lệnh giới hạn này lệnh thị trường và lệnh có điều kiện thì um, thông thường ở đây các bạn sẽ thường dùng những cái lệnh như là lệnh giới hạn và lệnh thị trường là phổ biến đúng không? Thì mình sẽ ví dụ cho các bạn nếu các bạn muốn mua lệnh giới hạn nhé à, Giả sử như là các bạn muốn mua Bitcoin ở trên sàn này với giá là 49.000 Thì các bạn sẽ đặt giá lệnh là 49.000 Hoặc là các bạn đặt là 48.000 đi Và các bạn sẽ chọn cái số lượng mà các bạn muốn mua giả sử như các bạn muốn mua một Bitcoin Đó thì ở đây các bạn cần phải có trong tài sản của các bạn đó là 48.000 đô thì sau khi mà có thì các bạn sẽ ấn vào phần lệnh là mua. Đó, thì khi mà các bạn mua xong ấy thì nó sẽ hiển thị cái sổ lệnh ở đây. Thì tuy nhiên ở đây của trong tài khoản của mình đang không có tiền ấy nên là mình sẽ không thực hiện mua được. Còn các bạn muốn bán thì các bạn cũng thao tác tương tự ở cái tác bán này. Đó sẽ có lệnh giới hạn này. Thì các bạn cũng thực hiện là lệnh bán thôi. Các bạn đặt giá ở đây, số lượng muốn bán và chọn cái số lượng hoặc là các bạn có thể chọn nhanh theo cái số lượng ở dưới này. Sau đó thực hiện thao tác là bán. Thì đối với những bạn nào mà đã thực hiện giao dịch ở trên các sàn Binance ấy, như ở trên video mình có một chuỗi video hướng dẫn về sàn giao dịch Binance trong đó mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn thao tác về các lệnh như là spot này. À, hoặc là lệnh à, như là lệnh limit lệnh giới hạn hoặc lệnh stop limit ấy thì đối với những sàn khác ấy, thì các bạn nếu các bạn nắm rõ được cái cách giao dịch ở trên cái sàn Binance thì đối với những sàn khác thì nó cũng tương tự như vậy nó cũng rất là dễ dàng sử dụng thôi thì bạn nào chưa biết thì cũng thể xem lại video trên cái kênh của mình nhé rồi oh, ok thì video này thì mình tổng quan thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách đăng ký tài khoản cũng như là cách giao dịch cơ bản ở trên sàn Bybit. Và Bybit thì nó cũng có khá là nhiều những cái chương trình lăn uh, pass hoặc là những cái chương trình các bạn có thể kiếm tiền ở trên này. Uh, thì bạn nào mà chưa có tài khoản thì hãy đăng ký ngay một cái tài khoản nhé. Và để ủng hộ cho mình thì các bạn hãy truy cập vào đường link bên dưới phần mô tả video. Thì đối với những các bạn nào mà à, mới đăng ký tài khoản ấy, thì à, các bạn cũng sẽ được sàn họ hỗ trợ cho cái chương trình đó là nếu như mà thực hiện giao dịch, à, thực hiện nạp tiền vào với số lượng là hai 000 đô ấy, thì các bạn cũng sẽ được nhận một cái phiếu coupon là 50 đô để các bạn có thể thực hiện để giao dịch phái sinh ở trên sàn. Thì à, thời điểm này thì à, sàn nó đang có chương trình ấy, và cũng tiện lợi hơn cho cái việc mà các bạn à, đã có sắt một cái tài khoản KYC rồi để khi mà sàn có một cái chương trình gì các bạn có thể tham gia được luôn và đáp ứng được cái điều kiện một sàn luôn được Ok thì video này thì mình chia sẻ cho các bạn về cái cách đăng ký và cái cách giao dịch cơ bản trên sàn thôi Và để có thể xem được những cái chương trình kiếm tiền tiếp theo ở trên sàn Bybit thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của mình nhé Để đón xem những video tiếp theo Ok thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo